Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục quay cái cảnh lưới kỷ 13. Hôm nay có đặc biệt là có cái nhóm học sinh ở trường đấy. Có cái nhóm học sinh ở trường Phổ thông Trung học Long Phước khám phá núi khỉ V3 nha các bạn. Hôm nay các bạn lên các bạn khám phá núi khỉ V3 và các bạn cùng xem cảnh các bạn học sinh lên đây chơi ha. Rất là vui, rất là thoải mái. Toàn bộ cái video này là do các bạn học sinh đấy tự quay, tự chơi. Mình không có tham gia vào luôn. Để mình để máy cho các bạn nó tự quay, tự mình quay mình luôn nha các bạn. Đấy, đây là sản phẩm của các bạn luôn. Cái ra các bạn ấy quay cũng đẹp chứ các bạn ha. Các bạn tự quay rồi trông cũng đẹp, mất đầu mất chân gì chứ. Thì các bạn không có biết kỹ thuật quay cho nên là quay nó còn ha, đôi khi nó quay cái hình nó không có được đẹp. Mọi người coi thông cảm nha. Như để xuống đừng có bưng lên sao mờ mờ vậy. Để xuống quá đẹp trai. Để xuống đó. Rồi mình chỉnh lên như vậy không, chỉnh lên xuống qua lại được hết á. Ai tối con đồ đèn hay sao? Con nào? Lấy cái thùng tàu vô người chạy xuống. Không cá nhau. Không đúng chú. Không khỉ nào to, chỗ to không? Không. Con nào đầu đàn chú? Đầu đó đi vòng vòng. Đếm chú. Con này đúng không? Con này rất to nhất rồi. Không thôi chứ nó phải đầu đàn. Con đầu đàn. Đầu đàn nè, cái tông mà ôm con. Ừ, đi nó mới đẻ. Không, nó thấy con kia đô đó. Con đầu đàn. Đâu rồi đâu rồi. À đây con đầu đàn nè. Ơi. Con áo đây đen. Kẻ đập nóng thì thiếu. Ê nhặt. Ủa nóng tao rồi. Đức con Đức. Tương tác gì đi các bạn. Quay gì vậy? Không biết nữa. Chưa quay mà chưa quay rồi mà. Ôi trời ơi. Chưa quay lên tắt vô đá luôn rồi. Alo. Không kêu luôn. Nó lại đồng với nhau thì mẹ. Con ra con hột á. Nú hột của mày, con hột á. Oh no, sorry. Nó muốn hàng từ được xong rồi.
Ê khéo, lại quay đi khéo. Quay đi, không biết. Có mũi tí ba thấy mình như tôi nè. Nhóm thanh niên đi trù kỹ. Nhóm thanh niên của Châu. Này thì đang cầm đi không mới ăn nhằn. Nhanh nhỉ. Để nó tập cho con ấy nhìn mày. Mày con chưa có lông luôn nhỉ. Mày lên vô sổ trong hạ gió. Máy lên đủ máy dặn hết vậy. Mày để đuổi nó thằng nào đi xe sổ thả dốc đừng có đè sổ để mo mà đè mà thả dốc nha. Bo cô không hết ủi á. Chú tính tiền con chứ. 15 hết luôn. 15 hết luôn. Con tính 2 ly đá mè chú. Dạ. Yeah. Ý để đó không được. Khỉ nó lấy luôn. Ôi có chừng giật tiền nha. Đưa cho bạn cầm giùm đi. Nó mới giật tiền đúng không mày vô? Không, nó chỉ lấy thức ăn thôi. Nó chỉ lấy đám me hả? Đám me, cà phê sữa vậy lấy hết á. Uống xong bao lâu chú? À, uống xong hả? À? À, uống xong thì cho nó thì được. Chứ còn tưởng mình để đó mà mình còn uống á là nó lấy. Đó, để đó không? Đó lên nè. Bảo, bảo. Nó để dưới đất đi con, nếu mà cho nó để dưới đất đi, để dưới đất đi. Để ờ à, đó, giờ tự nó xuống nó lấy nó uống nó làm đổ luôn. Nè. Nè, đó nè đừng uống canh nha. Gì đó thường quá mà. Cái đậu mực mực rươi. Quá. Cái là đậu đi lấy luôn. Nhúc mày đưa cho bà. Đưa. Đá mày tính tiền rồi. Đang cho mình khỉ rớt vô đâu. Đâu. Nó leo bẩn hết xe luôn. Nó leo bẩn hết xe luôn. Nó xe kìa đi.